là chúng ta thường xuyên uống nước ấm. Thực sự thì thường xuyên thì uống nhiều hay là ít, không cần nhiều. Tốt nhất là chúng ta nên ngậm nước, chúng ta nuốt rồi khoảng 1 tiếng đồng hồ hay gì chúng ta ngậm, cứ ngậm nước. Nếu mà chúng ta không có giao tiếp, không nói chuyện, chúng ta được quyền ngậm. Tại vì chúng ta ngậm để làm cái gì? Đây là một phần lấy được tuyến nước bọt, mà tuyến nước bọt chúng ta là một cái ổ kháng thể. Chúng ta phải khai thác được cái này cái đó. Cho nên hớp miếng nước cứ ngậm nó đi 10 phút, 20 phút, 30 phút gì cũng được, nuốt một cái thì nó không có nhu cầu khát nước nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta nuốt nước không á thì nó sẽ trôi cái dịch, hiểu không? Nhưng mà khi chúng ta ngậm nước á, thì cái dịch nó pha loãng, nó pha đều với nước, nó trộn đều với nước rồi thì nó đã nằm ngay cổ họng chúng ta bằng cái nước dịch, tức là cái ổ kháng thể nó được trải dài từ cái thực quản đi vào. Do đó vi khuẩn mà có xâm nhập vào thì cái mình đã nằm để mình kích sẵn rồi, là hơn thua được liền, sẽ phát hiện được liền. Cho nên uống nước cần ngậm chứ đừng có nuốt liền, đừng có nuốt lẹ. Ngậm chừng nào mà nghe nước nhờn nó ra mà nó đầy cổ họng mình á, tức là nó trong miệng của mình cảm giác là này là nước nhờn nữa chứ không phải là nước bình thường á, thì sẽ hay hơn là uống nước cái ực nó vừa trôi cái chất nhầy của mình. Và đương nhiên nó trôi cái virus, nhưng mà không có lợi hại bằng cái ngậm đâu. Cái việc đầu tiên là chúng ta nên ngậm nước, đừng có uống vội vã. Cái thứ hai là nhiều người họ cũng khuyên là ngậm nước muối loãng để súc miệng ngày 3 lần. Và cái này thì hôm trước mình nói rồi, hồi trước mình có nói rồi ha. Tức là một á, là bắt đầu nghe khô cổ, khô họng nè, nóng rát nè. Anh nằm đó mà anh chưa có làm gì dữ lắm thì cũng phải ảnh hưởng tới những cái niêm mạc mình, anh cũng sơi dài dài, chứ còn vô phổi thì nó phát triển nhanh, mà ở vùng cổ họng thì nó chưa. Nhưng mà nó vẫn sanh sôi nảy nở, nó vẫn đủ sức để có thể làm nóng, làm rát, để gây ra cảm. Và nói lại như lần trước là nói là đừng bao giờ để cho cảm quá 2 ngày. Thì bằng cái bài thuốc cảm của mình, tôi không dám nói gì hay, nhưng mà tôi biết chắc là cái bài thuốc cảm của mình ở trong cái quyển sổ thai dưỡng sinh đó, đủ để có thể giải quyết một cái bệnh cảm, cảm cúm hoặc là khuẩn xâm nhập thì chúng ta cũng giải quyết được. Là tại vì thứ nhất là chúng ta cần cái nhiệt cơ thể, khi nhiệt cơ thể tăng thì kháng thể chúng ta sẽ tăng, nên nhớ như vậy. Ví dụ như bây giờ chúng ta mà suy nghĩ nhiều đi, suy nghĩ nhiều chúng ta thấy nhiệt trên đầu nó tăng, thì cơ thể chúng ta cần một lượng nhiệt để cung cấp máu lên, rồi nhiệt nó sẽ tăng lên, rồi chỗ đó sẽ hoạt động tốt. Nhưng đằng này á, là một người cảm rất là khó tạo nhiệt. Thì hôm trước chúng tôi nói là một là chúng ta phải ăn được bài thuốc cảm thật nóng trùm mền, và chúng ta tập hít thở nữa, hít đầy bụng dưới, thở ra thoát bụng dưới thì chừng 20 hơi là toàn thân chúng ta nóng như bị đốt lửa là thành công. Đổ mồ hôi ra thì cái độ nóng đó đủ có thể kháng cự lại với virus. Và tôi nói chơi nhưng mà thiệt đó nha, nếu ai mà cảm giác rằng mình cơ thể mình hay bị lạnh thì nên đi có tiền đó thì kêu người ta làm cái phòng sông khô tại nhà. Phòng sông khô tôi nghĩ không mất tiền lắm đâu, nếu gia đình thay đổi nhà sông. Nhưng mà người này cách người kia sông phải từ 15 phút trở lên rồi, chứ đừng người này ra rồi cái vô liền cũng không có tốt, bị ảnh hưởng. Thì sông khô là một cách mà làm nóng từ bên ngoài, và cũng có thể làm tăng kháng thể của chúng ta khi chúng ta sông khô. Đó là những cái gì mà tôi hiểu được về cái cách mà có thể tăng trưởng được á, thì chúng ta sẽ nói những bước lần lần đi vào sâu. Thì như vậy là chúng ta có bị nhiễm thì đừng có hoang mang sợ hãi, đó là điều đầu tiên. Nếu mình biết mình bị nhiễm thì bình tĩnh, thật là bình tĩnh, tự mình xử lý cái cảm, tự mình xử lý cái sốt cho được trong vòng 1 tới 2 ngày. Nếu mà chúng ta không đủ sức thì lẹ lẹ báo y tế. Nên biết điều này,
Tức là khi biết mình nhiễm là mình, thứ nhất là mình tự cách ly, mình nói người nhà mình đừng có lại gần, mình vô cái phòng riêng của mình tự xử. Bệnh là vô phòng tự xử, các đã tự xử cho được trong vòng mấy ngày, nhờ người nhà giúp dùm, là cứ khuấy bằng thuốc cảm để ngay cửa, giống như mình giờ mình nhập thất rồi, để ngay cửa là đúng giờ mình ra mình lấy mình vô mình uống, mình ngồi thiền mình hít thở cho đổ mồ hôi, cứ vậy nó làm cho xong đi thì mới được gần với người nhà, chứ thôi người nhà mình bị. Và cái cách của y tế thì họ kêu mình lao để hạ sốt rồi nọ kia, thì cái cách để hạ sốt của mình từ bên trong tới bên ngoài là bên trong uống sắn dây nó sẽ hạ sốt. Và trước khi uống sắn dây á, thì cái này là phải nghe kỹ, là trước khi uống sắn dây chứ không được là sau khi uống sắn dây nha, là chúng ta nấu nước trắng thôi, nấu nước trắng thôi. Quý vị đổ vô trong quả khoảng 1-2 muỗng canh rượu trắng, và chúng ta nhúng khăn chúng ta lao, nếu trường hợp mà cái người nhà chúng ta có đang bị sốt. Đồng thời lao xong rồi thì mới cho uống sắn dây, chứ còn uống sắn dây mà lao nó sẽ bị rút nước vô là bị lạnh, bị cảm luôn đó. Nên nhớ điều này. Cho nên muốn lao người để hạ sốt thì phải lao trước khi uống sắn dây, lao bằng khăn nóng, lao những cái nách nào bên hông, chúng ta lao ở sau gáy ót và cái trán, lao toàn thân. Đó, trường hợp chúng ta bị nhiễm thì có khi là có những người không có điều kiện và nhút nhát sợ tới những cái nơi tập trung. Nhưng mà nếu chúng ta giải quyết được trong vòng 2 ngày lặp lại là giải quyết được thì tự mình xử, còn giải quyết không được thì quý vị nên nhờ sự trợ giúp y tế. Và đừng bao giờ chủ quan, nhắc lại là đừng bao giờ chủ quan. Và cái thời gian mà như hồi nãy mình nói là thời gian nó ủ bệnh là từ 4 ngày cho tới 14 ngày. Nếu chúng ta mà giải quyết được, tức là biết mình bị nhiễm và chúng ta làm mình được nóng cơ thể lên, nóng cơ thể chứ không phải là bị sốt nha, tự chúng ta tạo nhiệt bằng cách là chúng ta uống bài thuốc cảm, bài số 7 trang 44 trong quyển sổ tay dưỡng sinh chúng ta có. Thì sau buổi nói chuyện này thì quý Phật tử Tăng Ni sẽ đưa cái bài này vào cái trang mạng để cho mọi người nhìn biết cái cách làm. Thì chúng ta cũng phải cách ly của mình xuyên suốt cho được 2 tuần. Tự mình cách ly tại nhà, nếu chúng ta bị sốt mà chúng ta giải quyết được cái sốt rồi, chúng ta giải quyết được cái cảm rồi thì chúng ta cũng phải cách ly tại nhà. Và cách ly tại nhà thì lúc này là lúc chúng ta sẽ ăn uống như thế nào đó thì một chút chúng ta sẽ nói thêm. Đó thì như vậy là ngăn ngừa khi chúng ta bị nhiễm, và có nhiễm thì chúng ta làm cái gì? Là bắt đầu nói cái chuyện là phải làm cho kháng thể chúng ta được tăng trưởng. Khi mà cái kháng thể của chúng ta được khỏe mạnh là khi nào? Hôm trước chúng tôi nói là người 10 năm mà không hề bị cảm một lần thì người đó bây giờ nằm ngủ chơi cũng không có sợ virus rồi. Nó vào cơ thể thì kháng thể chúng ta đủ sức để chống chọi. Từ 4 năm trở lên là an toàn được 50%. Dưới 4 năm mà còn bị tảm thì có khả năng bị lây nhiễm. Đó thì những cái bắt đầu bây giờ chúng ta nói thì cái số người. Cái thứ hai là cái gì? Người nào dễ bị nhiễm? Hồi nãy mình nói rồi là người lớn tuổi đúng không? Rồi cái người có bệnh mãn tính. Nhưng mà bây giờ chúng tôi nói thêm một cái điều này nữa. Có thể là cái người không theo đạo Phật họ không tin, nhưng mà sau này họ sẽ tiếp nhận được thông tin từ các nhà khoa học. Ở đây chúng tôi nói trước, và chắc chắn kết quả khoa học sẽ công bố sau mùa dịch, sau trận đại dịch này. Thì các nhà khoa học họ sẽ nghiên cứu ai là người nhiễm dễ nhiễm và dễ chết. Thì người mà ăn thịt động vật là người dễ nhiễm nhất. Giờ chưa vô mình nói thịt động vật thì nó bị người ta khó nghe. Bây giờ chúng tôi sẽ nói là cái người mà người nào là người khó nhiễm nhất. Khi nào chúng ta nói hết cái người nào mà khó nhiễm nhất thì quý vị sẽ thấy ra được cái người dễ nhiễm nhất. Cái người hoàn toàn vô nhiễm là người ở trong thiền định. Và người đó có cái tâm từ lớn nữa, cộng thêm 2 cái không? Là người đó tuyệt đối không bao giờ nhiễm.
nhiều với nhiều lý do. Lý do thứ nhất là họ ở trong thiền định thì là họ gần như cách ly hoàn toàn, không có đụng đến xã hội cho nên không nhiễm, đúng không? Này nghe dễ gật đầu nhưng không phải đâu. Quý vị biết cái người mà họ đã đạt được cái thiền định á thì tâm họ rất là thanh tịnh. Tâm họ thanh tịnh vì họ không có khởi cái niệm thù hằn, quán ghét, hơn thua, tranh đoạt, ích kỷ, nhỏ nhen, sợ hãi, tủi nhục, vân vân. Tất cả những cái điều đó đều biến mất ở nơi tâm của họ. Và như một cái nhiều lần chúng tôi nói là gì? Tâm á, mà bình thì khí hòa thì quyết thuận thì vạn bệnh tiêu trừ. Mà người ở trong thiền định là tâm tuyệt đối bình. Và chúng ta thấy một cái điều rất là hay như thế này nè. Người ở trong thiền định á, khi họ không có còn bị chấp trước, nhớ chưa? Vì chính cái tâm chấp trước nó làm cho tất cả những cái tế bào nó bị gần như co thắt, nó không có được thông lưu, khí nó không có thông, huyết nó không thuận là từ cái tâm. Thì vậy là tâm của một người ở trong thiền định là gần như là cơ thể thông lưu mới đạt được thiền định, cơ thể bị bế tắc không đạt được thiền định. Nhưng mỗi một lần mà người ta lắng tâm, sau này khoa học sẽ chứng minh được điều này. Người thiền định, người trị bá bệnh, người tu thiền cũng có khả năng trị bá bệnh. Vì chính họ đã thông lưu rồi thì họ sẽ tiếp nhận được năng lượng sống của vũ trụ này mạnh hơn người thường. Và chính cái năng lượng này nó là một cái lực mãnh liệt để có thể làm cho tất cả những kháng thể chúng ta tràn ngập mạnh khỏe. Như hồi nãy mình nói là cái virus nó vào á là nó gạt nổi cái kháng thể chúng ta, gạt được tế bào chúng ta để nó xâm nhập, mà tế bào mình không phát hiện, kháng thể không phát hiện. Là do đâu? Do cái tâm chúng ta cuồng loạn cho nên chúng ta mờ tối, chúng ta không có tỉnh giác. Còn người mà đạt được thiền định là họ tỉnh giác từng ý niệm còn nhỏ hơn con virus nữa. Cho nên tế bào họ được trong sáng lên để mà bất kỳ một cái gì lạ vô là kháng thể họ phát hiện liền. Lý do là thiền định nó không có bị nhiễm là như vậy. Tại vì hẳn nào vô lạ là bị phát hiện. Một mãi niệm từng một sát na cực nhỏ vẫn được người trong thiền định phát hiện. Cho nên mới không được sanh thành cái vọng niệm, cho nên họ ở yên trong định. Và đó là lý do mà kháng thể họ hoạt động tốt hơn. Đây là vấn đề của khoa học và tâm linh. Sau này các nhà khoa học sẽ tới cái bước họ nghiên cứu, họ thấy rõ ràng là người thiền định là gần như không có bất kỳ bệnh gì và vi khuẩn nào có thể thâm nhập. Hiện tại thì không có một cái mảy tơ phiền não có thể thâm nhập vào tâm của họ. Thì tâm của họ đang trong sáng và từng tế bào được nhuốm sáng bởi cái tâm. Cho nên trong đó tất cả kháng thể đều được nhiễm sáng, do đó mà không có khuẩn nào có khả năng xâm nhập cả. Cái đó là mình nói không có khả năng xâm nhập là đang nói ở một cái lý thuyết về tâm sáng trở vào sáng. Nhưng mà thêm một cái nữa là khoa học cũng sẽ tới một cái bước chứng minh được cái người thiền định là cái phách, là cái dòng hào quang của họ sẽ rộng, rất là rộng. Và càng định chừng nào á thì cái dòng hào quang này càng sáng chừng đó. Và chính cái ánh sáng này nó khác với cái tần số dao động của con virus. Tần số dao động của con virus ở cái độ bây giờ một số báo chí và các nhà khoa học họ nghiên cứu là ở khoảng 105. 105 thì nó ngang với cái sợ hãi, cái này một chút chúng ta sẽ bàn tiếp. Mà thiền định là nó lên tới tầng cả ngàn mấy, 2000 lần. Thành ra nó quách quá xa đi, nó không chạm được tới cái hào quang của mình nữa, chứ đừng nói vô tới cơ thể. Đây là điều phải thấy sự bảo toàn, sự an định của mình chính là sự bảo toàn chắc thật nhất cho tất cả những sự thâm nhập từ bên ngoài vào.
Vì cái tầng dao động của nó thấp quá đi, không có đụng tới cái người thiền định nổi. Thì thiền định đương nhiên họ an tâm rồi, họ không bao giờ, họ không cần bàn tới cái chuyện virus và không bao giờ họ nghĩ tới cái chuyện virus. Đó giống như là một cái người mà kháng thể mạnh như tiên sinh. Cái lúc mà tiên sinh còn sống thì tiên sinh cũng tuyên bố với tiên sinh là không bao giờ nói tới chuyện virus, và virus không bao giờ có tác động tới ngài. Tôi không nhớ được cái tài liệu ngày tháng năm, nhưng mà tôi có đọc qua một lần là khi tiên sinh diễn thuyết trước cái hội trường lớn giữa công chúng và một số các nhà bác học, tiên sinh tuyên bố cái đó thì họ kêu phải chứng minh được, đem một cái tô dung dịch dưới đầy những cái loại virus độc. Tiên sinh đi với một người đệ tử và tiên sinh cầm cái tô dung dịch để uống và tiếp tục nói chuyện tỉnh cho tới khi đi về, không có chuyện gì xảy ra. Người đệ tử đi theo uống ngã gục chết tại chỗ. Thì vậy là còn sợ hãi và không có đủ kháng thể thì virus xâm nhập nó nhặt liền. Bây giờ nói đó là mình muốn nói tới bước hai, nhưng mà bước của chúng ta cần là gì? Là cái tâm định tĩnh. Nãy mình nói tới người đạt tới thiền định thì cái hào quang của họ chính là cái kháng thể. Tại vì á, khi mà tâm chúng ta nó thuần nhất á, thì quý vị sẽ thấy rằng một cái tường thành bao quanh chúng ta nó dày, nó kín. Nhưng khi tâm chúng ta loạn, nó sẽ hở có khoảng trống để nó đi tới thân. Sau này khoa học phát triển, bây giờ khoa học cũng đã thấy rồi, nhưng mà tại vì họ không công bố thôi, chứ họ cũng biết quanh chúng ta có cái dòng hào quang. Và tâm chúng ta thay đổi thì hào quang này nó sẽ thay đổi, mà thay đổi mỗi lần thay đổi từ cái thiện qua cái ác, từ cái tốt qua cái xấu, thì nó sẽ tạo cái kẽ hở và có phản trống thì virus mới thâm nhập vô tới cơ thể chúng ta. Còn nếu mà tâm chúng ta thuần nhất thì cái dòng hào quang này là không bao giờ bất kỳ cái khuẩn nào có thể xâm nhập, chứ không nói là corona. Một mãi tơ phiền não, một mãi tơ phiền muộn cũng không được. Tại vì từ con virus hồi trước mà nói rồi, nó là một sinh linh. Và con sinh linh này thì nó, chúng ta phải hiểu cái câu của Việt Nam là gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên nó muốn vào cơ thể của mình thì nó có lấy cái gì nó kết nối, nó thù hằn để có thể ăn thịt được tế bào. Chúng ta phải dùng từ là nó đang ăn thịt tế bào chúng ta. Thì đó là cái chuyện mà mình muốn nói tới cái chuyện ăn thịt qua ăn thịt lại. Thì nói một chút mình các bạn. Cái chuyện ăn thịt qua ăn thịt lại nó sẽ xảy ra. Đây là một cái sự thật nhân quả hiện tiền. Nhưng ở đây chúng ta đang bàn tới người bất nhiễm. Thế vậy là ngoài cái hào quang với một cái người nhất tâm thì hào quang họ nó vừa rộng, nó vừa dày đặc và nó vừa an toàn để gìn giữ người đó đi bất kỳ ở đâu cũng không bị nhiễm, chứ không phải là ngồi tại chỗ trong thiền định đâu. Nếu đi đâu mà tâm chúng ta vững vàng, không bị vướng mắc, không bị sợ hãi, không bị lo âu, không bị buồn phiền, không bị phiền hận, không bị tác động bởi duyên cảnh bên ngoài, thì chúng ta cũng đang định, chứ không phải chúng ta ngồi yên. Và như vậy thì cái dòng đó nó sẽ bọc cái người đang ở trong định, nó không bao giờ bị nhiễm. Đó là người tuyệt đối không bao giờ bị nhiễm. Thì như vậy là cái người thứ hai có cái khả năng không nhiễm cao nữa là người nào? Người cơ thể đang khỏe, những kháng thể rất là cao, nhưng họ là cái người có những cái tâm lượng tốt. Nhưng mà ở đây chúng ta không chưa bàn tới cái người tâm lượng tốt, đã bàn tới người thứ hai là cái người đang ăn dưỡng sinh. Không phải là chúng ta đang theo chúng ta cao tụng, đây là chúng ta công bằng để chúng ta nói ở giữa xã hội thời nay. Không phải là chúng ta đã ăn dưỡng sinh chúng ta mới đem cái chuyện này ra nói. Vì từ lâu tất cả cơ thể của những người ăn dưỡng sinh đã ăn cốc loại lứt thì dinh dưỡng cao hơn cốc loại trắng. Có nghĩa là nếu như người Việt chúng ta ăn cơm lứt thì chính cái màng bao của cơm lứt bây giờ khoa học cũng đã chứng minh rồi. Tất cả những vitamin, những cái khoáng tố, những cái chất bổ này nọ kia là nằm hết ở cái lớp bao của các hạt. Và chúng ta đã từng ăn những loại này rồi. Chúng ta ăn một cái thời gian dài thì đương nhiên là khi chúng ta ăn đủ dinh dưỡng thì kháng thể chúng ta sẽ được nâng tầm.
Ai nếu mà đã ăn theo dưỡng sinh 4 năm trở lên thì giờ này người đó không bao giờ sợ bị nhiễm. Ăn từ 4 tháng trở lên cũng không sợ bị nhiễm. Tôi cho nói là 4 tháng trở lên, còn bây giờ thì sao? Nếu như mà chúng ta biết được việc này kể từ bây giờ, chúng ta đang nói bắt đầu đi sâu vào cái đó để nói âm dương nè. Khi mà loạn lạc, khi mà bất an trong gia đình, khi kinh tế gia đình sa sút, khi gia đình chúng ta có sự rối rắm, thì lúc đó là lúc gì? Lúc chúng ta đang âm. Bây giờ muốn hết đi cái sự sa sút của gia đình và xã hội thì chúng ta cần cái gì? Cần dương cơ thể lên. Đây là nguyên lý âm dương, để chúng ta cân bằng cái đang loạn lạc, đang rất là âm, đang sợ hãi là âm, đang lo lắng là âm, đang chết chóc là âm. Thì để chúng ta nói là chúng ta cách được, cách ly được cái âm của virus với cái cách ăn uống dưỡng sinh và tinh thần sống của chúng ta. Thì lúc này là lúc chúng ta cần ăn cái loại mà nhiều dinh dưỡng hơn là ít dinh dưỡng, đúng không? Thì phải lẹ lẹ làm ơn bỏ gạo trắng dùm cái đi. Chưa nói tới cái gạo nhiễm nè. Trong lúc chúng ta rất là cần kháng thể mà chúng ta phải ăn cái gạo bón phân hóa học thuốc trừ sâu, để cơ thể chúng ta phải chống chọi với cái độc từ thực phẩm, thì kháng thể chúng ta có tăng nổi không? Cho nên là phải kiểm soát được cái gạo, kiểm soát được thực phẩm từ bên ngoài đưa vào. Thì nếu như bây giờ chúng ta có được gạo lứt sạch là một cái cơ hội lớn để cho chúng ta tăng trưởng kháng thể và vượt qua cái dịch cúm này. Phải nói như vậy. Đối với chúng tôi là gạo sạch, và sạch được nữa là gạo lứt sạch nữa là tuyệt vời nhất trong giai đoạn này. Thứ hai là các loại thực phẩm khác. Như bây giờ chúng ta nói về âm dương để cân bằng. Thì cái gì ly tán, cái gì hư hoại là nó âm. Như hồi trước chúng tôi đã từng nói, khi mà chúng tôi đi qua Đức tư giảng ở Berlin, thì có người hỏi là cái phương pháp này có thể trị được HIV không? Tôi nói không phải là phương pháp này trị, mà HIV không có khả năng tấn công với một cái người ăn theo dưỡng sinh, vì kháng thể họ được nâng tầm và cái loại vi khuẩn HIV không có đủ sức để tấn công. Và lần hồi nó sẽ bị, sau 3 tháng nó sẽ tự ra khỏi cơ thể của chúng ta. Sau 3 tháng thì gần như kháng thể chúng ta hoàn phục nếu chúng ta ăn đúng. Thì từ lâu chúng ta đã nói điều này rồi. Và thực tế thì chúng tôi đã tiếp xúc và hướng dẫn rất là nhiều người bị vướng vào HIV, họ thoát chết. Họ chết hoặc hành, họ bỏ thuốc và họ thoát chết rất là khỏe sau 3 tháng theo phương pháp này, khoảng 3 tháng hoặc 4 tháng. Cho nên là nếu ai có cái nền tảng đã từng ăn gạo lứt thì tôi báo cho một tin mừng là các vị yên tâm đi. Dân dưỡng sinh yên tâm trước đại dịch. Vì cần thiết chúng ta dương hơn chút nữa. Hiểu không? Virus này nếu mà nói về âm dương thì nó rất là âm. Và nó là một màu đen. Nếu chúng ta sâu trong thiền định, chúng ta thấy một bầy màu đen. Chút nữa chúng ta sẽ nói về cái tầng sóng đen đó. Và tầng sóng đó thật sự là đen, thật sự là thấp, không có cao. Như vậy là cái người không nhiễm thứ hai đã sụt xuống cái tầng vật chất gọi là ăn uống dương. Thì bây giờ thứ nhất là nước đá, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tới, quên nó luôn đi. Cái thứ hai là tất cả những cái gì mà nó dính là đường, bột ngọt, các loại hóa chất độc hại, trái cây và cái béo của bơ sữa. Để bơ sữa ngay từ chỗ này cũng phải tạm dừng cái nó đi. Tôi chấp nhận bị mấy người đó rầy tôi, nhưng mà tôi phải nói, tại vì cái này là cái chuyện quá cần cho nhân loại trong giai đoạn này. Nếu ngang đây cắt đường, bơ sữa, nước lạnh thì gần như nhân loại cũng sẽ an toàn trong cái dịch cúm này. Chút nữa nói tới thịt nữa, nói tới bơ sữa trước và đường đi. Thì vậy là một tin mừng cho cái dân dưỡng sinh lâu nay.
quý vị cũng đã nhịn ăn đồ ngọt, là nhịn uống nước đá, là quý vị đã chuẩn bị từ xa cái việc mà dịch cúm rồi. Và bây giờ thành quả nó tới với chúng ta là chúng ta yên ổn, không bao giờ bị nhiễm. Nếu lỡ chúng ta có đi, ví dụ nha, lỡ chúng ta có đi chơi chung, có nói chuyện chung, nhưng mà cái virus nó có thể qua người chúng ta, qua cổ họng chúng ta, và kháng thể chúng ta nó ngon lắm. Một người dưỡng sinh kháng thể nó ngon là nó tự xử lấy, nó không bao giờ lây tới cái sốt. Mà nếu sốt là uống bài thuốc cảo ngày, ngày là giải quyết xong như hồi nãy mình nói. Và một cái dự báo thứ ba nữa là người ăn chay. Người ăn chay mà không ăn đường bột ngọt, không ăn trái cây, không uống nước đá thì người này là cũng chắc chắn 100% không bị nhiễm. Và như hồi trước mình nói là khi mà hai hỗn hợp nó gặp nhau nó sẽ tạo phản ứng hóa học. Cho nên lời khuyên là kể từ bây giờ đừng có ăn uống phức tạp như trước nữa, mà ăn đơn giản lại. Một bữa ăn tốt nhất là một món, đừng ăn hai món. Vì hai món, ba món nó sẽ tạo phản ứng hóa học. Nếu dư axit thì cơ thể mình phải tiết kiềm ra để điều tiết. Dư kiềm cơ thể cũng tiết axit để điều tiết, tức là mình tự làm mất năng lượng trong bữa ăn thì là một cái điều dại dột, chứ không có khôn đâu. Đừng nghĩ là ăn nhiều món là khôn là sai rồi. Hồi nào được, lúc rảnh rang được, lúc bình thường được, nhưng mà lúc này thì không nên. Đừng bao giờ ăn nhiều món trong một bữa ăn giùm. Ăn một món duy nhất thôi. Quý vị có thể ăn cơm không muối mè thì lúc này nằm ngủ chơi không bao giờ bị nhiễm. Và nếu mà nhai kỹ nữa, hồi nãy mình nói tới cái chuyện mà cái ổ kháng thể của chúng ta ở tuyến nước bọt của mang tai và tuyến nước bọt ở lưỡi, ở răng của chúng ta. Chúng ta bắt đầu khơi dậy cái kháng thể mình bằng cách nhai. Lúc này là lúc quý vị ở yên trong nhà nhiều, cho nên thời gian nhai là quý vị sẽ có nhiều hơn hồi trước rồi, đúng không? Mình tự cách ly mà. Nhai càng nhiều chừng nào thì kháng thể càng nhiều chừng đó. Và nếu mà chúng ta nhai được miếng tới 20-30 phút mới được nuốt thì thôi đi ngủ chơi cho kháng thể nó vô bu đầy nhà mình, nằm mình ngủ nó cũng không lại gần mình được nữa. Không phải sợ. Ai làm miếng nhai là bây giờ phải làm ơn nhai giùm. Tại trước mình nói rồi đúng không? Cái chất mà farotin trong tuyến nước bọt của chúng ta, nếu như chúng ta nhai lâu thì nó thủy phân tinh bột để nó biến thành cái fructose. Và cái chất farotin này được giữ lâu trong miệng chúng ta trên 5 phút á, thì nó sẽ thẩm thấu trực tiếp vào hệ bạch huyết. Còn chúng ta nhai dưới 5 phút mà nuốt thì nó bị cuốn trôi theo dịch và nó đưa ra ngoài, thì chúng ta hủy hoại cái kháng thể của mình bằng cách là chúng ta ăn ẩu lâu nay. Nên sám hối đi để bắt đầu ăn năn trở lại. Đúng không? Mỗi miếng cơm phải trên 5 phút cho tới 10 phút, 20 phút, 30 phút đủ rồi. 30 phút là tuyệt vời nhất cho tất cả các bệnh tật đang có, chứ không phải là chống cái virus bây giờ. Thì khi mà cái farotin nó được thẩm thấu vào hệ bạch huyết thì nó sẽ tăng trưởng cái lympho bào T như nãy mình nói, tức là tăng trưởng kháng thể. Và cái này là cái rất cần trong giai đoạn này. Không có cái chất gì ở bên ngoài đưa vào mà tăng kháng thể nhanh và so sánh được với 1% của cái nhai. Ngay cả tất cả các thuốc nổi tiếng nhất thế giới bây giờ không bằng 1% của cái tuyến nước bọt. 1% là tôi nói hơi khiêm tốn á. Cho nên giờ này là giờ mà chúng ta cần tăng kháng thể, đúng không? Cần tăng kháng thể thì cần nhai để tăng kháng thể, để chống chọi lại tất cả các virus xâm nhập từ bên ngoài vào. Lâu nay chúng ta hủy hoại kháng thể mình bằng cách là ăn ẩu, thì farotin nó trộn lẫn thức ăn nó xuống với dạ dày, nó không hấp thu và nó tống ra ngoài. Điểm quan trọng của người dưỡng sinh mà tôi nói yên tâm để ngủ là quý vị đã từng quen nhai lâu rồi, thì bây giờ nên duy trì và phát triển cái nhai của mình lên. Đây là cái mà duy nhất để có thể kháng lại tất cả các bệnh tật, là tuyến nước bọt của chúng ta. Phải quý cái tuyến nước bọt, quý cái chất farotin có trong tuyến nước bọt của mình, vì chính nó mới có thể làm cho tăng kháng thể của chúng ta lên. Đây là điều cực kỳ quan trọng trong cái việc ăn uống. Quý vị đừng bao giờ bỏ qua cái việc nhai. Và trên lý thuyết âm dương thì từ trước giờ chúng tôi nói là nếu như
gia đình chúng ta sa sút, đúng không? Làm ăn có cái chiều hướng là sa sút rồi, sự nghiệp chúng ta lung lay rồi, thì chúng ta phải dương quá lên chứ. Dương quá lên là chúng ta cân bằng trở lại. Thì bây giờ là không phải mà sự nghiệp mình lung lay nữa, mà sự nghiệp toàn cầu lung lay. Nếu ngang đây mà toàn thế giới ăn được cơm lứt mới mè, ký giấy là hết dịch trong vòng 2 tuần lễ. Tôi dám ký giấy, nếu toàn thế giới này ăn cơm lứt mới mè. Tôi nói thật, nếu các nhà chức trách cứ thử một vùng đi, thử một vùng xong rồi thả cái người bị nhiễm dịch vô vùng đó, như vậy là cái người mà không nhiễm cao là nhai rồi, phải không? Người không nhiễm cái thứ ba là ăn. Bây giờ ăn chay, nhưng mà quý vị phải ăn một món trở lại dùm, khiêm nhường khiêm tốn lại dùm đi. Tại vì sao? Đây cũng là cách để mình quân cái đức của mình. Hiện tại thì khắp nơi cái chuyện thiếu đói sẽ xảy ra. Chúng ta phải thấy điều này. Với cái tình trạng này thì thiếu đói xảy ra là tràn lan cả thế giới chứ không phải một nơi. Thì chúng ta như hồi xưa có một cái bài giảng là gì? Mình bớt ăn, đúng không? Để tự tạo cái âm đức cho mình. Và bây giờ đừng có nghĩ tới cái chuyện hưởng thụ để ăn cho nó đã miệng, ăn cho nó khỏe, ăn cho nó bổ gì đó là sai lầm. Đừng có nghĩ là ăn bổ. Chúng ta sẽ bổ cái khác chứ không có bổ bằng ăn uống. Vì vậy là nên ăn khiêm tốn để duy trì sự sống một cách tốt đẹp nhất trong giai đoạn này. Không phải là dẫn tới cái chuyện kham khổ, nhưng mà vì mình muốn đồng hành và chia sẻ với nhân loại trong giai đoạn này mà chúng ta ăn ít uống ít. Ăn ít món, đừng có phung phí. Ngày xưa nấu cả đống rồi gấp một cái, muỗng đổ gì đó rồi đổ bỏ, không ăn hết. Chính những cái nước đổ bỏ thức ăn này rồi bây giờ nó bị quạ. Chúng ta sẽ bàn sâu cái này ở cái đoạn sau. Bây giờ chúng ta đang nói là người ăn chay mà không có cái gạo lứt để ăn thì quý vị cũng nên tìm gạo lứt, mà nên ăn gạo sạch kể từ bây giờ để cơ thể không bị mệt mỏi nữa, kháng cự tới chất độc từ bên ngoài xâm nhập vào. Phân hóa học thuốc trừ sâu nó cũng gây hại cơ thể chúng ta, nó cũng dẫn tới bệnh này bệnh nọ rất là nhiều. Mà bây giờ mà chúng ta vẫn còn tiếp tục ăn, tức là tiếp tục nhuộm độc cơ thể của mình, thì kháng thể không bao giờ tăng trưởng được.